sân Bà Đô, Kim Anh ở Hà Nội, xin chào anh em. Tay phải trong tay và Đô Thơm đến từ Từ Sơn trong trang phục đai đỏ. Bên tay trái trong tay Bà Đô Kim Anh đến từ Hà Nội trong trang phục đai xanh. Xin mời hai Bà Đô xe lại. Bà Đô Thơm đã nhất thắng một keo của giải nhất nước và Bà Đô Kim Anh của Hà Nội xin theo. Hai vận động viên chú ý trận đấu bắt đầu. Tổ chức chúng tôi đã nhận được một bó hoa tươi thắm của anh Vi Hiến ở đôi năm có trao tặng cho Bà Đô Kim Anh ở Hà Nội dù thắng hay thua, một bó hoa trị giá 200.000 đồng. Và quý bà con nhân dân, đây là keo vặn thứ hai của giải nhất nữ năm nay. Bà Đô vào giữa giới. Giải nhất nữ của giải vật lễ hội truyền thống Thiểu Xuyên năm 2004 được tài trợ bởi Đồng Liên Nam 4975 tài trợ vào giải nhất nữ, số tiền 4 triệu đồng. Thank you.
mình diễn ra lại cho nó đang diễn tiền còn tiền diễn này diễn ra này ra mà sẽ được trao tặng cho bà đội Kim Anh, xin chúc mừng.